nước trà, cà phê, nhất là vết mực luôn khó tẩy sạch. Những vết bẩn cứng đầu đó đã thách thức các chuyên gia trên thế giới. Họ đã nghiên cứu và tạo ra công thức bột giặt tiên tiến. Omo tẩy an toàn, bột giặt đầu tiên tại Việt Nam với công nghệ tẩy an toàn, tẩy sạch hiệu quả nhiều vết bẩn khó giặt như vết mực. Vì vậy mà hàng ngàn phụ nữ Việt Nam với yêu cầu chất lượng cao đã dùng thử và hoàn toàn bị thuyết phục bởi Omo tẩy an toàn. Phương tiện hiệu quả cho việc giặt tẩy,